Theo nhận định của Cục Thống kê Đà Nẵng cho hay, giá xăng dầu, giá điện nước sinh hoạt, giá dịch vụ giao thông công cộng tăng là những yếu tố chính làm cho chỉ số giá tiêu dùng CPI trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tháng 7 năm 2023 tăng 0,37% so với tháng trước, đưa chỉ số CPI bình quân 7 tháng năm 2023 tăng 6,24% so với bình quân cùng kỳ năm 2022, mức tăng cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Những ngày gần đây, giá lương thực thực phẩm có nhiều biến động. Thị trường heo hơi liên tục ghi nhận mức tăng từ 1.000 đến 2.000 đồng 1 kg mỗi ngày, đưa giá bán vượt mức 60.000 đồng trên 1 ký. Giá gà cũng tăng từ 15 đến 20.000 đồng trên 1 ký. Khủng hoảng lương thực thế giới đẩy giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng hơn 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng lúc gạo bán lẻ trong nước cũng leo thang. Các loại gạo trắng bán lẻ tại chợ đã tăng từ 1.000 đến 2.000 đồng trên 1 ký chỉ trong vòng 1 tuần qua. Mức chi tiêu của người dân đã tăng gần 2% so với cuối năm 2022 và tăng hơn 3% so với cùng kỳ năm trước. Siết chặt rất nhiều. Thái Hồ là gì đây, khoảng là 150, 200 trong một ngày là tiết kiệm. Bây giờ trừ không thể tiết kiệm được, phải tăng hơn nữa. Thành thử ra rất là khó cho người tiêu dùng. Không chỉ nhóm thực phẩm tươi sống và rau củ quả tăng giá, mà nhóm hàng khô, lương thực, giá hàng gia vị cũng đã tăng ngay sau khi lương cơ sở được điều chỉnh. Theo các tiểu thương, hiện tại một số mặt hàng có nguồn cung giảm, giá sẽ tăng từ 5% đến 10% so với trước, khiến sức mua chậm nên thị trường bán lẻ tại các chợ truyền thống cũng ảm đạm. Nó tăng đó là cũng chạy 5% rồi hả? 5% thì mình bán ra cũng chênh lệch cũng không bao nhiêu. Vì nó cao rồi thì mình bán ra cũng vừa phải cho người tiêu dùng. Chứ không thể nào ví dụ cũng tăng 5% mà mình lên 5% nữa thì mình rất là khó bán. Nhu cầu tiêu dùng của cho cái hàng hóa thiết yếu nó chiếm tỷ trọng cao hơn so với những năm trước đây. Có nghĩa là người ta bắt đầu là tiết kiệm chi tiêu. Họ chỉ chi tiêu dùng vào những cái lĩnh vực mà thiết yếu, những cái hàng hóa, vật phẩm mà phục vụ cái nhu cầu thiết yếu của đời sống. Do đó là chẳng hạn như là lương thực thực phẩm thì trong cái tổng mức bán lẻ hàng hóa là chiếm đến 26%. Tại các trung tâm thương mại, siêu thị cũng ghi nhận sức mua giảm dù nỗ lực chạy khuyến mại kích cầu và giảm 2% thuế VAT ngay trên giá niêm yết hàng hóa. Tuy nhiên, sức mua cũng không tăng như kỳ vọng. Và để thích ứng với tình hình chi tiêu tăng tiện của người dân, các nhà bán lẻ đã làm việc với nhà sản xuất tiết giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm, giảm trọng lượng hàng hóa trên mỗi đơn vị sản phẩm để phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng. Trước tình hình lựa chọn mà cái sức mua, cái xu hướng của người tiêu dùng như vậy, thì hệ thống siêu thị Dana Vinmart cũng đã cố gắng làm sao đáp ứng cái nhu cầu như vậy. Chúng tôi cũng đã tập trung sắp xếp chọn lựa lại các cái hàng hóa vừa đảm bảo chất lượng nhưng mà là có cái giá thành có thể là nó cạnh tranh hơn, và mình có thể là làm ra những cái đóng gói mà nó có thể là lựa chọn những cái đóng gói nó nhỏ hơn để cái số tiền nó cũng dễ mua hơn. Từ nay đến cuối năm, tình hình kinh tế xã hội trong nước và khu vực còn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Lạm phát tăng, giá nguyên vật liệu như xăng dầu, phân bón, thuốc trừ sâu tăng cao làm tăng chi phí sản xuất kinh doanh. Nhiều mặt hàng thuộc các nhóm như lương thực, thực phẩm, giao thông, giáo dục, y tế, dịch vụ du lịch, điện, nước sinh hoạt cũng tăng, làm cho niềm vui tăng lương chưa được trọn vẹn trước nỗi lo tăng giá.